Trong những ngày qua, giá mít Thái tại huyện Gò Công Tây tăng cao trở lại, giúp cho nông dân có thêm thu nhập, giảm bớt khó khăn. Hiện nay, giá mít Thái được thương lái thu mua tại vườn dao động từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng ký tùy loại. Trên 5.000 mét vuông đất trồng mít Thái đang thu hoạch của anh Nguyễn Văn Xuân, ấp Thành Thới, xã Vĩnh Hậu, huyện Gò Công Tây. Mỗi tháng anh thu hoạch 4 lần, mỗi lần thu hoạch khoảng 200 ký, bán thu nhập bình quân 2 triệu đồng. Hiện nay mít Thái đang trở lại đợt tăng giá sau đại dịch Covid-19 và do thị trường giáp Tết tiêu thụ trái cây tăng cao. Chính vì thế, những hộ dân trồng mít trên địa bàn huyện Gò Công Tây rất phấn khởi. Ngoài ra, giá mít tăng mạnh trở lại do nhu cầu thị trường cao, trong khi nguồn cung còn ít, nhiều nhà vườn chưa tới đợt thu hoạch mới. Hiện nay toàn huyện có hơn 20 hecta diện tích mít Thái, tập trung nhiều tại các xã Vĩnh Hậu, Bình Phú, Bình Nhì, Thành Nhật. Cây mít đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Đây cũng là một minh chứng cho sự lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.